Làm video về EB mà không làm video về EB Pro là một điều vô cùng thiếu sót. Thì may mắn bọn mình cũng có phiên bản EB Pro bản thương mại. Màu Và vàng thì cũng một màu lần nữa vàng. cảm ơn vật vờ Yasuo đã cho bọn mình cơ hội được ngồi đây với cái bàn nghìn tỷ cộng với chiếc tai nghe có trị giá bét dưới 1 tỷ để có thể làm video này. Vậy thì trước hết là với video EB thì bọn mình đã làm hết về thiết kế, tính năng rồi thì các linh tinh rồi. Thế trong video này thì bọn mình sẽ nói ngắn gọn thôi. Chiếc tai nghe này thì mình đã xin phép cắt lời của giáo sư Hải trước. Là con tai này nếu như mà so với phiên bản EB 1 thì các bạn sẽ có EB thường thì các bạn sẽ có thêm tính năng là xuyên âm và chống ồn. Thì hai cái tính năng này sau khoảng độ tầm vài chục lần cố gắng kết nối với sự hỗ trợ nhiệt tình tới từ anh em vật vờ Yasuo thì bọn mình đã có cơ hội kết nối được vào và cập nhật phần mềm cũng như là sử dụng cái app. Hiếm lắm đấy, quý cực lắm ấy. Kỳ khó, thật sự là rất khó. Đây là một trong những cái bài tập để trau dồi lên cái lòng kiên nhẫn của con người. Đó là bọn mình kết nối được, kết nối bắt kết nối được, kết nối được một bên rồi từ từ kết nối với được bên còn lại. Nó phải từng bước một và hiện tại thì chỉ kết nối được với Android. Còn tất cả các chiếc điện thoại iPhone của mình ở đây thì không biết lý do tại sao. Và tính năng thì bọn mình có test thì nó sẽ có một số profile ở trên phần mềm là flat rồi một vài cái tính năng rock các thứ thì kia nó khá là cơ bản nhưng các bạn sẽ không có phần custom từng giải tần riêng. Cái này thì thực ra với người dùng phổ thông thì cũng không có gì để quá quan tâm. Mình chỉ hơi buồn cười cái dòng flat bởi vì thông thường các hãng khác thì họ sẽ để default hoặc là neutral hoặc gì đó. Nhưng mà với anh Quảng thì anh để flat. Và một cái nữa là tính năng xuyên âm với chống ồn thì thực tế với EB thì mình với EB Pro thì mình nghĩ rằng là có thể để chung vào là một bởi vì cơ bản thì chống ồn cũng là xuyên âm. Khi các bạn bật tính năng chống ồn lên thì các bạn có thể trao đổi rất rõ ràng đối với người ngồi đối diện, các bạn sẽ không mất sức. Và cái tính năng này thì khác với những cái tai nghe chống ồn chủ động khác, đó là các bạn không bị khó chịu, không bị căng tai, không bị bực mình mà nó cũng không thay đổi chất âm nhiều bởi vì là gần như là nó cũng không có gì luôn. Thế cho nên là cái chất âm nó không có gì để mà thay đổi cả. Còn về phần chất âm thì lúc này mình sẽ xin được nhiều lời cho giáo sư Hải. Để nói về chất âm thì phải nói đầu tiên về cái phần app trải nghiệm, một cái profile chất âm flat. Nhưng mà thực sự là nó không flat tí nào. Thì em không biết là team tune âm bên anh Quảng là sử dụng phần mềm gì. À không, thực ra phần mềm là em nhìn rồi, review. Còn đâu cái reference đo của anh là gì mà đo ra được cái flat. Nói chung là cái chất âm này thì không thể đánh giá là flat được, mà một cái chất âm nó cũng chả biết gọi là V-shape hay không. Nhưng mà con này nếu mà đánh giá chất âm so với EB thì nó tốt hơn rất là nhiều. Thứ nhất là cái mid của nó không bị kiểu vón cục hay là cái bass và mid và treble nó bị tụ lại một điểm và nó gây ra sự rời rạc. Mà con này thì nó có độ liền mạch hơn. Cái phần bass thì nó vẫn tương tự như EB, nghĩa là nó hụt dưới đúng không? Nó bị hụt dưới, nó bị cắt dưới, nghĩa là tầm khoảng 50kHz là các bạn bị run off xuống. Và đây là một cái phần mà mình không thích. Nhưng mà tuy nhiên với một con tai con này hơn 2 triệu. Hơn 2 triệu thì tuy không. Tuy nhiên cái gì nữa? Con này hơn 2 triệu thì mình đánh giá đây là một điểm trừ cực kỳ lớn ở một con tai nghe hơn 2 triệu. Và với cái chất âm này và những cái custom EQ ở trên EB thì như anh Nam Anh đã nói, những cái EQ tinh chỉnh thì nó không nên xuất hiện ở với một cái sản phẩm cho người dùng phổ thông. Nó sẽ sử dụng những cái profile có sẵn. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà sử dụng profile có sẵn thì cái flat của nó là một cái điểm mà em cực kỳ thất vọng. Bởi vì em là một người rất thích nghe những cái thể loại nhạc mà những cái con tai nghe nó thể hiện một cái chất âm nó hơi reference một chút và thiên hướng sáng. Thì con này cái flat của nó làm em cực kỳ là khó chịu, bởi vì là một người fan của flat thì không thể nào mà nghe một con tai mà đặt tên flat mà tiếng nó như này được. Chắc chắn là nó không thể như này được. Và tiếp theo là để nói về từng bài nhạc thì mình có nghe một số thể loại nhạc, một số bài của The Weeknd hoặc là một số những thể loại nhạc của Hans Zimmer chẳng hạn. Thì những thể loại nhạc nó thiên về nhạc cụ và thể hiện chính xác nhạc cụ thì nó sẽ thể hiện rõ nhất cái tính chất flat này. Thì cái flat này nó sẽ là cái phần trống, nó sẽ sát mặt bạn. Và những cái phần nhạc cụ ở giải mid như tiếng cello, phần cello ở phần giải mid và phần violin thì nó sẽ cực kỳ xa xăm. Và cái này thì mình cũng không hiểu là nếu mà xét về âm hình, âm trường và diễn live chẳng hạn ấy, thì anh có thể tưởng tượng là cello và violin nó sẽ phải ở trước mình. Còn đây đâu thì phần trống thì nó phải ở mãi tít xa cơ. Đây là một cái điều mình cũng cực kỳ là ấn tượng với con EB này. Một kiểu nghe rất là fun, rất là thú vị và cho chúng ta một cái cảm giác khác hẳn với những con tai nghe khác. Và đó là những cái trải nghiệm mà sơ cua của mình về con EB. Và chắc là con này Pro. À EB Pro. Và chắc là con này thì mình cũng sẽ không đo nữa. Không lại setup nó lại cũng không chuẩn cho lắm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số video sau. Bye bye.